Dạ vâng, cả năm quý cô Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh An Đông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cưa xích hiệu Estin MS200 các bác nhé. Đó, hãng cưa dòng Bãi Đức. Nòng 40mm các bác nhé, nòng 40mm. Nắp xăng là nắp xăng cài như mấy dòng hệ 381, 382 bây giờ các bác nhé. Đó, hệ 200 thì đời cực kỳ cao rồi. Con này thì nòng 40mm nữa, rất phù hợp với cho các bác nào mà sử dụng mà muốn khỏe thì vòng tua con này thì cực kỳ ok luôn các bác nhá. Tí nữa thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Nghe qua tiếng máy cũng như tiếng động cơ của cây này xem là nó hoạt động như thế nào các bác nhá. Cực kỳ rét máy luôn, mà hệ Estin thì không bao giờ có cái chuyện mà bị ì máy đâu ạ. Đó, máy cực kỳ bốc các bác nhá. Và đây là lam xích rin của nó này. Chuẩn lam xích chuẩn Estin nhá. Lam con này thì được có 35 phân thôi, mặt cắt được 30. Còn nếu mà các bác nào muốn nhu cầu lam dài hơn thì liên hệ em, thì phụ cho em thêm xíu tiền nữa thì em sẽ lên cho lam dài hơn cho các bác nhá. Còn đây là em bán là giá là lam xích là zin theo máy như thế nào thì em bán nguyên như thế thôi. Đó, mã số máy đấy ạ, 17169073 74. Đó, đấy là mã số của máy thắng xích, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên nhá. Hiệu Estin MS200. Máy móc nguyên zin từ A tới Z, hàng chưa bung chạm máy móc gì cả. Có tích hợp luôn hàm rồng về cho các bác sử dụng. Đó, làm xích zin nguyên bản. Vo lành nhá, cực kỳ đẹp nhá. Cực kỳ xuất sắc luôn các bác, hệ Estin. Đó, cho các bác nhìn qua. Phần lốc máy cũng như là phần đế máy nhá. Vẫn còn dập Estin luôn. Tất cả linh kiện đều dập Estin này. Đó. Về tổng thể máy thì em bao cho các bác zin từ A tới Z luôn rồi. Các bác nào nhìn thấy linh kiện nào mà thay thế thì em tặng luôn cho các bác cây máy này. Đó, từ con ốc ác các bác nhá. Hàng chưa tháo, chưa bung gì luôn. Nói chung là dòng này bên em thì chuyên cung cấp những dòng sản phẩm tuyển lựa, hàng chất lượng. Nên là khi các bác đặt hàng của bên em thì hoàn toàn yên tâm nhá. Máy bên em thì hoàn toàn cho các bác là hàng nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện. Họ không bán những hàng tạp nham mà hàng giá rẻ cũng như là thay thế linh kiện thì bên không có bán. Đó, và giá hiện tại con này thì em bán với giá là 3.400.000 nhá các bác nhá. 3.400.000 giá đã bao gồm phí ship và đặt hàng phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một tip mở bujim, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đó, giá 3.400.000. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em. Rồi, và bây giờ thì em để em test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn nhá. Đó, máy móc thì em đã căn chỉnh và dọn nổ ngon lành rồi các bác nhé. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua để đặt hàng. Số điện thoại của em đây để trên màn hình rồi các bác nhé. Hoặc các bác cứ kết bạn qua Zalo cho em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.